Dạ, chào ông già. Nghe rõ không? Dạ, con nghe rõ à. Trời, đủ mày vô mà gặp cái thằng quỷ này, đủ nó không có gì mới, cũ mềm chán phải rồi, cũng có mấy cái câu đó hoài, bị tao hoài mà sao đủ mày, nó cứ gọi nó hỏi hoài rồi. Thấy mắt chán, nó không có gì mới cả, không có gì mới mới chưa có cái gì mới, nó mới dẫn cái đường, còn là cũ mềm hoài. Quốc phòng toàn dân, cái này như là cái này thì đưa rõ là tao có nói trên cái con Dương Vi rồi, đó là cái nhiệm vụ mà hình như là không ai giao phó, không ai giao phó toàn dân cả, nhưng mà người dân người ta tự giác và người ta hiểu được điều đó, rồi tự động họ đứng lên, rồi họ tự động họ phản biện, chứ không ai sai phái, chẳng ai biểu cho. Trời, tao đã nói với Dương Vi rồi, tất cả những cái diễn đàn như mày, Dương Vi rồi Thái Ngọc Nhiên rồi Bằng Nguyễn rồi My rồi Diệu Ngọc rồi, nói chung là tất tần tật đại khái đó là toàn dân không chứ có ai đâu. Cái này không ai, nó có hay cái chỗ làm tao không biểu mà mày vẫn cứ làm đó, cái vậy mà bạn gì rồi nó có thắc mắc, nó hỏi gì nữa đâu, nó hỏi thì ta trả lời ngọn mà sao nó không chịu lên, lên đi cho nó lên đi, cho nó lên để nó nói xong rồi mình lên mà nói đó, vậy nó tìm Đâu thấy có lên ngon đâu, đâu có không biết lên đâu ai đâu, nó không biết rồi, nó không có lên. đó. À, cứ chọt chọt vậy đó, từ đó bây giờ tụi nó chọt chọt vậy Không phải là chọt chọt chứ vô, nó có lên chọt đâu, chọt không, nào mà cái câu nào mà mình thấy nó khá khá chút nữa có thôi giá nó lên trị đúng không, có nó giá có giá trị trị đúng á. Trời ơi, không già. bây Thôi kệ giờ đi, quan tâm làm gì. Giờ cái chuyện bố con mình cứ nói thôi, đúng không? Đó, hồi sáng đi khờ khờ đồng thổ ở căn nhà quá hớp rồi, muốn gì nữa, thấy đừng không? quá mày quốc con về rủi giếng Xe đừng quá à dí, à dí ông già. dí đồ đó, ông già già quá đồ. Thôi nói vui thôi chứ cái đó là của công ty, và công ty là thuộc được giữ thì nhắc đi nhắc lại hoài thì nói đi, nói chung là không có chủ đề gì mới mẻ cả, là thì xe qua đúng không, xe qua cái vấn đề coi như là những cái đại công ty, Samsung cũng là một đại công ty mà khi mà người ta đầu tư vào Việt Nam thì mình phải hiểu rằng mình cái thuộc dạng đẳng cấp nào, nói cho nó vuông, tao gửi tiền tao không bao giờ tao ngủ, tao tao gửi tiền cho cái đám đồ là khối các ông gồm cả, nó hết tiền nó lấy tiền tao nó xài thôi đúng không? Đúng Tao gửi tiền, tao rồi. mới gửi tiền cái dư á, đủ đi gấp 10 mình đi, Đúng gấp năm rồi. mười đủ nhiều cái shit đồ tiền mà mày còn có lẻ của tao được, tao đâu ngu tao lấy chi chứ, nó mệt nhức đầu đâu vậy á, rồi phải khôn lên chút mà cái thằng gửi tiền là đủ, cái thằng đó quý dự dẫm đủ, nó phải nói đủ dồn trước dùm sau đủ, coi thử cái nhà này sao sao đủ chắc ăn mới gửi tiền đã thấy, thì cái chuyện mà đơn giản nhất như vậy mà nó còn không hiểu nữa thì thôi đủ mà. Rồi ngày hôm qua thì tao lên Dương Quy tao lên nói rồi, có những anh bạn trẻ ở Việt Nam và họ đi review đường xá, họ họ ở Việt Nam nha, sinh ra Việt Nam sống Việt Nam, nhưng mà khi mà một vài tháng mà họ cũng đi ngang cái đường đó, bây giờ họ đi ngang cái đường đó rồi họ cũng giật, chính bản thân họ còn giật mình, tức là người trong nước còn giật mình nó, đừng nói người ngoài, bởi vì nó nói cái câu Đúng này rồi chú. chắc có lẽ là Việt kiều mà về đây không biết đường đi, là tại vì nó thay đổi quá sức, thay đổi quá nhiều đó, Đúng rồi. và nó tâm sự rõ ràng. Ngày qua tao cũng đưa cái clip cho Dương Quy nó coi, là anh chàng đẹp chân ta như vậy các bạn còn muốn gì nữa, nhìn qua các nước Myanmar mình cảm thấy đau buồn cho họ, và mình mới thấy cái điều mình trân quý cái hạnh phúc của người dân mình, rồi đại khái với tôi nói rất là cảm động, mà nó là người dân trong nước đủ, và tao ở đây tao Mỹ tao không thể nào mà tao lấy cái tay tao thọc rác tao bắt mày nói đủ đó, tại không có nói mà tao nói đâu vậy đó, cho nên vì đó là mình mới thấy bà còn mà bé thứ này nó sủa, trời kệ đi, sủa giống như câu nào đó kêu bằng chó sủa trăng rồi, hai cái răng này vừa bóp lên là chó này nó sủa thôi, mà bà tao không có để ý mấy cái điều đó. Bởi giờ sáng con có nói Việt Nam á, và về Việt Nam á mà đi theo cái bản đồ, đi theo chị Google là thua, là thua. Tại vì sao? Google người ta cập nhật không có kịp, Đúng và rồi, đường xá có Việt chị nó Nam người kể ta tôi là chỗ ngõ có chỗ ở này Việt Nam nhiều lắm. có taxi Uber ở Grab chứ, taxi Grab ở Việt Nam nó chửi đủ má Google như con thắt cái tay nha, đủ má nó chỉ cho tao đi cái này đủ một chút xíu là lộn xong rồi đủ. Ha.
chửi mà nó không nghĩ đâu xa, nó đun máy Google nhưng nó chửi ung dung như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái điều là nó cập nhật lại không kịp đối với những cái mà thay đổi ở trong cái đường xá Việt Nam mình, mày hiểu không? Cho nên vì Chính như đó xác, chính luôn, nó xác. chỉ Dạ, chính xác nó đúng chỉ rồi. tầm ấy, chỉ đủ, thằng thằng kia thằng thằng khác thì đưa tờ giấy ra thì chỉ đồ qua Uber chạy lái em Dạ. ấy đồ chết mẹ xíu nữa còn cái cầu nó chưa cầu nó qua cầu đủ quá cầu đủ quá mà đang quên đồ nó chưa làm cái cầu mà đồ Dạ. khó chút xíu làm xong rồi nó chửi đồ quá nó Dạ. không hiểu gì hết mà nó cứ chửi Google trước ta tính sao đồ mẹ đồ thứ Với đồ lại bị trường hợp gì nữa chú cầm biết không, tức là Google họ đâu có cập nhật được là cái đường nào là xe hơi đi được, đường nào xe hơi không đi được đó, tức là đi nói vào chung những con đường cấm à. nó rất là dễ hiểu là bởi vì nước Việt Nam mình hiện giờ đang phát triển và đang xây dựng, mẹ tôi nói không, dạ thành ra vì dạ nó ngõ ngách lung tung rồi nó có những cái chỗ mà hiện giờ công trình đang làm thì thấy nó xây dựng rồi mà nó bê nó che nó chắn, tao đi tao gặp hoài hồi xưa tao về tao gặp mà luôn từng dần ngay cái đường gì mà cái công trường Mê Linh cái là đường đây Bạch Đằng á, nó đây à xây đang xây dựng cái tuyến đường metro của từ ấy nó má nó che lại Lê che khúc Lợi à, không thấy được Lê luôn Lợi Đồng ù má. Khởi. Dạ Bởi vậy tôi nói đột khổ vậy á, rồi khi mà làm xong rồi mới dỡ ra thì mới ấy được khổ, bây giờ nó chưa hoàn chỉnh cho nên vì đó là Google cũng lạng quạng, Google mà còn nhức đầu với Việt Nam cái từ cỡ như tụi bay, Google là một cái đại công ty của thế giới phải không mà nhức đầu với Việt Nam đừng nó ở rồi tụi bay À, đi thấy đồ Google á, thì chỉ mọi người về thì nhiều đi từ địa phương này qua địa phương kia á, thì ok Google được, đi chứ còn mà thành đi mấy từng đường mà đường nội ô đường này đường kia là khó, đi không được đâu, đi nghe Google là chết khó á, vậy khó vậy cho nên bị đi đó Google nhiều rồi khi dắt đi nó dắt đi là gồm mệt luôn á. đúng rồi để vậy đó có gì bởi nó ra nó chưa có hoàn chỉnh cho nên vì cái đó nó không có được Google nó không cập nhật không không có kịp cái lại những cái hẻm mà là Google thua những cái hẻm mà là Google thua Dạ. À, với lại số nhà Việt Nam mình cũng nhức đầu lắm tại vì hiện giờ đang có tính cách là quy hoạch thì ra giờ mình gọi là nó để chữ Dạ, em chào chị Lisa. đường Âu Cơ xẹt một Dạ. cái hẻm 15 xẹt một cái 35 38 xẹt đồ bốn xẹt đồ quá đồ Đúng rồi. là thấy là chắc chơi giới rồi đồ quá không biết đường nào mà bò ra vô nữa thì đâu ta thấy vui lắm nhiều khi đó bởi vì những người ở mà tụi nó nói là mà trời ơi, tụi con ở đây mà tụi con đi kiếm nhà cũng muốn chết cho đỡ mà bác đi kiếm sao được rồi ok lên con nó chở đi khó lắm rồi nhất là cái chỗ chỗ mà cái đường mà Âu Cơ Tân Bình đường Tân Bình mà nó vô vô phía trong á chỗ cái đường à nó Dạ. đi 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 ở tao nhớ đường đi sư Quỳnh đi cô đi sư Quỳnh Ni sư Liên gì đó Quỳnh Liên, Ni sư Quỳnh là Liên. đi sư Quỳnh Liên là vô hẻm đó rồi Dạ. vô hẻm nữa rồi vô hẻm nữa mới tới cái Dạ. nhà của thằng bạn đồ khổ vậy chứ ra đâu mà không phải là dân địa phương đó là miễn vô luôn khổ Đúng rồi. trời ơi chỗ đó dư bàn nhện quá trời quá đất luôn Về thành phố bây giờ đi mà chắc ăn nhất ấy, là đi tới đâu cứ họ dân địa phương tới đó thì còn là chắc ăn thì thôi bây giờ những đó. cái nhà đó đâu trong đó nó có những trong đó trong hẻm hóc rồi vẫn có những cái nhà kiên cố rất là đẹp vẫn xây kiên cố nhưng đâu đó trong đó nó có những cái nhà lụp xụp mà người ta đang chờ giải Dạ đúng tỏa rồi, cái người dân họ dạ đang đúng, chờ anh ra vì tôi đó anh ra cái bản đồ Google không thể nào vô đúng được bởi vì cái đó người ta biết đúng chắc rồi. là sẽ nào nó cũng giải tỏa khu đất đó để người ta làm cái gì đó hoặc là ta phóng đường hay cái gì đó thành ra cái đó nó không có cập nhật vậy lỡ mà chung cái đó là coi như bí luôn đó vậy Dạ. thì lên mạng hoài mà nó không có cái gì gọi là mới mẻ cả thì mình cũng cũng, cũng cũng thấy chán chán nên với lại cũng lặp đi lặp lại hoài những cái chuyện mà rùi bu mà có chuyện gì thằng IQ hỏi những cái chuyện gì mới mới tao cũng giống như mày thôi ở bên này nhưng mà tại vì mày có tính cách cố chấp và hầu như là mày hay xuyên tạc là mày bẻ mày bẻ mày bẻ quẹo cái dư luận đi cái gì đó người ta nghĩ sai cái thực chất đó, tao nói thiệt với mày suy đi nghĩ lại Việt Nam không phải là cộng sản đủ mà mang chủ nghĩa mang cái tiếng thôi thực chất gì cộng sản là phải vậy trời cộng sản gì được kỳ cục quá cộng sản là có thủ tướng đồ khổ làm gì có chuyện này cộng sản nguyên thủy thì đâu có thủ tướng mày khổ rồi chưa đâu cái này là mon men đi theo lề đường thôi đủ, mà, chỗ nào tốt chỗ nào đẹp thì đủ. Theo ý tao hiểu là có nghĩa là đất nước Việt Nam mình cảm thấy cái thứ gì mà ít nước lợi dân mà có cái tính cách là coi như là có lợi cho dân tộc thì làm thôi Phù còn hợp, nó phù hợp với thực tình hình đấy bố Cầm.
Cái nó phù không hợp với phải tình kiểu hình mà thực tế. đặt theo rượu bay, đặt theo cái bản đồ gặt cái là phải về rượu bay đi sai là không được. Không có, rượu Việt Nam mình rất là linh động. Hai cái hay của Việt Nam mình là linh động đó. Có nghĩa là cảm thấy là cái đó ok, rượu mình nào vô mình làm mình cảm thấy để lợi cho Việt Nam mình hoặc là lợi cho dân tộc thì mình làm thôi, chứ nhưng mà nó vẫn đi trong khuôn khổ chứ nó không có đi chặt, đồng ý vậy. Nhưng mà có một cái thằng hồi nãy nó nói bên thằng bên tao cũng đi xuống tao mới lấy đồ, thì thằng kia nó nói cái xã hội Việt Nam bây giờ nhà nước thì người đang đu đu dây, có tốt mà không tốt, cái chuyện là mày khỏi lo đu dây sao, biển đu cỡ nào cũng không biết, biển là Việt Nam mà nó tránh ba cái giống như kiểu như cái sách trắng của Việt Nam, nó tránh gì đó là tránh không liên hiệp, không bất cứ nước nào là không phải vì cái chỗ mà theo nước này đánh nước kia, cái là tất cả bốn cái không đó, đó là đu dây đu sao cần biết, để tránh nước bốn của nó được là ok rồi, đủ kệ mẹ nó, tao đu thì cha tao với cha mà con cái tao no cơm ấm áo mà nó được đi học đàng hoàng là ok đủ, chứ còn mà theo kia đủ nó chặn đường con tao nó quýnh phù mỏ thì đủ thì sao đủ khổ tụi này được. Bởi cái việc nhiều khi cái đầu của tụi nó anh mình không nghĩ sao tao không, bởi vì nói thì sao được ta, tại vì thường thường tụi này tao muốn nói một cái điều, cái là thường thường ý anh có tính cách xây dựng, cái tiếng nói sự thật là tiếng này của thằng quỷ ai quỷ ai không biết cho có cái điều gì, nhưng mà thằng thường á nó muốn nói là gì mà nó không có tinh thần xây dựng. Cái này không phải là thường thường tao nói ngày mày nghe hồi xưa những cái mà tờ báo nó gọi là chữ đối lập á, đối lập là gì, đối lập có nghĩa là mình là chấn chỉnh hoặc là mình cảm thấy mình sửa sai, còn thằng này là đối đầu với đối lập mẹ gì mà đối, mà đối đầu mà đối chặt đối mà đối tào lao á rồi. Không những đối đầu á, mà chú cầm cho mọi người biết không, bố láo nữa, tức là nó mới đi cái nick tiếng nói sự thật, thì có một người phát hiện, có một người phát hiện ra là cái avatar nó gắn cái lá cờ đỏ sao vàng mà bị rách rưới te tua đó, thì thơ quan đã lóc nó rồi nha. Thì vào chơi thì thơ quan cũng nói rồi, dù như thế nào cũng được, nhưng mà vào ok đàng hoàng thì thơ quan hoan nghênh, nhưng mà vào mang những cái ý mà gọi là miệt thị hay là bôi bác thế này thế nọ và những cái gì linh thiêng của Việt Nam á, linh thiêng của Việt Nam á, thì thơ quan không không đón tiếp đó. Cái đó nó chứa cái quan điểm cho nó rõ ràng. Con mời bố, rất là bố láo. Nói chung là như vậy, là ở đây trên cái mình nói một cách tổng quát cho mình dễ hiểu, ở trong cái hành tinh này, trên cái quả đất này, hầu như là mấy trăm quốc gia thì chẳng có mấy bao nhiêu người nào mà không có quốc gia nào thuộc kiểu hoàn hảo theo kiểu mà giống như là tranh vẽ, không có bao giờ có gì hết. Quốc gia nào cũng có tiêu cực, quốc gia nào cũng có tích cực, đại khái vậy, về mặt này về mặt kia như vậy. Mình không từ chối, tao là không phải là tao bưng bô, tao cũng chẳng có nịnh nước gì ra mà, nhưng mà cái nào đúng thì nó đúng, cái nào sai thì nó sai. Việt Nam mình cũng vậy, nó cũng có nhiều cái chuyện khuất tất, những cái chuyện mà hầu như là những cái chuyện mà mình không có thể chấp nhận được, chẳng hạn như cái vấn đề xã hội xì ke mà gây đi, nói chung là tất cả nước nào là không có mấy chuyện đó, nhưng mà cái đó không có đáng kể. Mình chỉ nói vấn đề mặt bằng chung. Mặt bằng chung là gì, mặt bằng chung là có nghĩa là mình coi thử cái đời sống người dân mình trù phú nó có ấm no hay là không, đại khái là người ta đã làm ăn được không, còn những thành phát tiểu tiết gì ăn xin này kia đồ má, thì cái chuyện đó mình đâu có nghĩ địa Mỹ đang xin đầy đường, là Mỹ là gì cường quốc số 1 thế giới, mà coi cái ngũ gầm cầu chết mẹ luôn được, mà ai mà Việt Nam mà không có ngũ gầm cầu á đó, thì nó có những cái này, nhưng mà đó thật mày nghe mình chỉ mà đó nói với mấy ngày nói giống như nói đầu trâu mặt ngựa, tao không thích nói rồi, mà tao riết là tao nói riết tao cũng chán, là bởi vì sao nước cái trò đó mà nó không lấy cái chỉ số gì chứ, mà nó cứ đưa ra tầm bậy tầm bạ rồi tào lao thiên đế, rồi tao nói mày rồi, nó có những gương trước mắt mà khi mà anh chống đối đến cái mức độ nào mà cảm thấy mình cực đoan quá sức đó, thì nhà nước Việt Nam sẽ không bao giờ cho anh về nước. Nói chuyện đó rồi đó là những cái bài học chẳng hạn như là Bùi Tín là một, rồi gì nữa ta, rồi nhớ người mẹ nắm thì tương lai cũng vậy, rồi cái gì rồi những người mà trục xuất vĩnh viễn đó thì họ tước quốc tịch và không bao giờ về Việt Nam được nữa, là coi như sống cuộc đời tha hương ở nước ngoài. Cái đây mình không phải cầu cạnh, có nhiều người đó tao ta không kiềm nhiệt rồi ok không quan trọng, mà quan trọng ở đây là con người mày, mày phải lộ được bản chất con người quân tử, không phải là nào đúng thì nói đúng, cái nào sai thì nói sai. Nói chuyện trên một tao nghĩ là trên một cái công cụ mà cứu nước hoặc là cách mạng gì đó thì đương nhiên chắc chắn sẽ có những cái chuyện sai lầm, không sai lầm nhỏ thì cũng sai lầm lớn, cái điều đó không ai tránh khỏi cả. Đồ của mà thằng Mỹ kia hồi xưa nội chiến nó tàn sát dân quá tùm lum tà la bắn nhau gì sao, nói chung là bây giờ kỳ rồi dịch kỳ rồi mà coi như là biểu tình ở nước Mỹ nè, thì mình thấy rõ ràng
những cái gì mà coi như lãnh tụ tinh thần của nước Mỹ, chẳng hạn như là tổng thống này tổng thống kia, rồi rồi tượng của Christophe Colomb, rồi rồi má nó cũng giật cắt đầu cắt cổ, thấy rõ ràng không, nó cũng đoạn sàn Âu chứ đủ, đâu có Dạ. mẹ gì đâu, nước nào nó cũng vậy thôi, bình thường, chuyện bình thường. Không nói vậy. Nhưng mà nói về cái thì Việt Nam mình thì làm được những cái điều tốt hơn, cái ít cái xấu thì giảm, cái kia nó tăng là ok rồi, bởi vì cái chỉ số đó thì người ta mới người ta, thế giới ta mới lấy cái chỉ số đó, người ta nhân chia cộng trừ đông đo đếm rồi bằng ta mới bầu chọn, đúng không, Dạ đúng thì rồi. mình mới được là thứ năm hạnh phúc thế giới, đúng không. Thậm chí mày nghĩ sao vậy, người ta người ngoại quốc và cái này là cái một cái ủy ban của Liên Hiệp Quốc, cái năm không phải của Việt Nam, cho nên ta mình phải nói là kiểu là người ta nhìn vào trong trong đất nước Việt Nam mình, họ họ có một cái khác, họ nhìn tất cả mọi đất nước khác, chứ không phải kiểu như ai chung chung, rồi không phải mấy quỷ kia rồi rồi, rồi định ngay Việt Nam, không phải vậy. Thôi kệ mẹ đi, nói đi nói lại hoài dễ dĩ tới mấy ngày mệt xác Dạ. mệt, bây giờ mày Dạ, hỏi con nó cho để con đưa chú Cầm với lại mọi người xem cái hình ảnh này nè. Thì với ánh nhìn của chú Cầm với mọi người thì qua cái hình ảnh này á thì nó nói lên cái điều gì? Ha. Nhìn nha, đây là những người phụ nữ ở vùng thôn quê, họ đi đi tiệc á, đi đám cưới á. Đó. cái này ở vùng cao rồi, ở vùng cao rồi, khi điện nhảy này ở vùng Đó. cao rồi. Những bà nội trợ, đây là những bà nội trợ đúng không chú Cầm, những người phụ nữ ở vùng quê tức là mình gọi là những bà nội trợ đó Này đó không, đó. cái này này tối tao là xoàng, có kia có video clip, mày kiếm cái video clip mà tao gửi cho mày đó, cái video clip mà ở trong cái lòng chợ mấy bà bán thịt heo mà nguyên một cái lòng chợ á, Dạ rồi mày dạ nhớ cái đó tao gửi mày đó, cái đó mới là vui, và đó có là để những con đó kiếm là con những kiếm cái con người kiếm buôn bán trong chợ, dạ ồ má mẹ đồng đồng điệu nha, thành có nghi thức đàng hoàng, có nghĩa là hầu như hình mấy bà này như tập theo cái gì thể thao rồi kêu bằng aerobic aerobic gì đó, mấy bà đồng ca hay lắm, mấy cái bà nó vui lắm, cái mấy bà toàn là dân Dạ. là bán thịt này, cá lóc này, bán đủ trò trong cái lòng chợ, đùa đó. Đó trong trong chợ nha, trong chợ nha, đó thấy chưa, Đó. đủ cái này mới là vui nè, thấy chưa, trong chợ đó ghê chưa. Đó thấy mày thấy không, sập thịt nè, rồi đó cái gì trống cái chơi mấy bả ra đây nó nhảy nè, thấy chưa Đó. ghê chưa, Thì đó đó đối đó là cái những đó cái là hình cái ảnh gì, đó đó. là Dạ đúng rồi, chú cái Cầm nói đó đi. mày nói mày nghe là cái đó nó muốn nói lên một cái điều gì, nó nói là ở cái giai cấp mà thuộc về coi như là ở tận cùng trong xã hội, là những người bán thịt là bà bán cá lóc là mấy bà bán rau cải đẹp không vậy, là người ta vẫn vui mừng, người ta vô tư, người ở trong chung quanh họ họ cảm thấy là không có gì cần phải lo lắng cả, chứ không phải kiểu mà Dạ. giao cái đầu tu cái biểu tình này biểu tình kia mai đói rồi, hoặc là gặp lại khá dễ có chuyện mà lo cơm ấm áo ngày mai chiều nay ăn cái gì, để người ta trong đầu của họ không có ý thức cái điều đó, có nghĩa là Dạ. cuộc sống của họ rất là bình thường, có nghĩa là họ hiểu rằng là chút xíu nữa là lấy gần cái ly cơm rồi gạo đó đồ ăn có sẵn, họ không cần phải Đúng lo, rồi. đó là cái sự bình Dạ. yên rất là tuyệt vời đối với một cái giai cấp mà kêu bằng Bình ở trong dân, chợ bình dân đúng không? mình cái phục vụ nhất Hiểu cái đồng này vậy còn muốn gì rồi. nữa, đó Dạ. cái đó là mới là phải là vui, chứ còn mấy kia mấy bà kia nhảy trong tiệc tùng thì không nói, còn mấy bà này thì là mỗi buổi sáng ba tập ở nhà không kịp giờ ba ra chợ ba tập luôn 5 phút 10 phút thôi bắt đầu vô bán bán tôi 200 gram tao mới thích cười, cái đó mới là thích cười đúng không, ừ mà giờ tập hả, đủ luyện da quanh bên ra nhảy từ mà không phải là một bà hàng chục bà như vậy mới là vui, mà đã vậy nó không phải ngoài đường, nhưng mà trong cái chợ là gì mới hiểu là trong đó nó có gồm đủ mọi thành phần từ thượng vàng hạ cám đó, mày hiểu không, ai cũng đi chợ được mà, còn thậm chí nhiều khi mấy bà đi chợ mà hứng quá cũng đụng mà liệu nhỏ qua bên cũng nhảy chung cũng không biết chừng vui mà Thì đó đó cười thấy nó lên cái sự an yên, an bình và cái đất nước đó, tức là họ cái họ không phải lo lắng nặng nề về nó cái kinh ý tôi tế nói hay đó, cái thu nhập gì cả đó, nó rất bởi là vì thoải thường thường mái. bởi vì thường thường nếu đó bụng đủ mẹ lo chiều ra không có gạo nấu, ở đó công sức ở ở đâu mà tâm hồn đâu mà ngồi đó mà nhảy cái tưng vậy đúng không, Dạ. đó là đúng rồi đó vậy đó.
thì Ở đây đây có một câu nói để bổ sung cho ý chú Cầm lúc nãy nè, tức là ở Đảng Cộng sản Việt Nam á, họ vận dụng và sáng tạo linh hoạt, tạo dựng đúng rồi. trên thực tiễn đòi hỏi, họ không áp dụng máy móc một cách là rập khuôn, Không nó tạo phù hợp với rồi tình hình hiện tại và tương lai của Việt Nam, nhưng không thay đổi mục tiêu đã xác định lựa chọn. Đó là xác định cô gì? Tức là tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội, đúng không ạ? Bởi vậy đó, chú Cầm đó, nhìn nhận của chú Cầm rất là đúng. Tức là bên Việt Nam họ rất hay, họ rất hay, tức là họ không có máy móc, họ không có khô ráp, mà rất là không có uyển cứng nhắc chuyển. á, phải phải uyển Dạ, nó chuyển, không nó có không có đó, nó không có rất cứng uyển nhắc chuyển để á, sao nó vận hành nó trơn tru. Dạ. bởi vì theo tao hiểu là Việt Nam bây giờ giống như đang là một cái gì giống như kiểu 1.000 tiên nữ mà trinh nữ vậy, có nghĩa là tất cả mọi người đều trên thế giới mà muốn đầu tư vào Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà Việt Nam mình cũng phải lựa lọc cái nào có lợi thì nhận, cái nào không có lợi theo, ví dụ như những cái tập đoàn mà sản xuất linh kiện điện tử hoặc là Samsung là Apple các cái, thì khi Dạ. nó vào Việt Nam thì đương nhiên nó phải xây dựng nhà máy nè, bao nhiêu năm mình hợp Dạ. đồng với nó rồi, xong nó phải thuê mướn nhân công, không lẽ đem nhân công Dạ. Mỹ qua, không, nó mướn nhân công tại ngay chỗ nước sở tại của nó, Sở tại đúng rồi chú. đào tạo tay nghề là phải mình có lợi không, rồi xong người dân của mình phải có công ăn chuyện làm không, cả triệu người Dạ đều đúng rồi. có nhiều cái hay lắm. Còn những cái nào mà mình cảm thấy là bất lợi thì ok miễn bàn, không có chuyện đó đó. Thì Việt Nam đó tao muốn nói để ủy chuyển đó, mày thì ngay tại phút này giờ phút này mày cũng giống ngày hôm qua mày đi review và động thổ cái Samsung, động thổ để xây dựng, đó là một cái điều. Khi anh động thổ thì đương nhiên anh phải xây dựng, mà xây dựng thì đương nhiên mấy thằng thợ hồ đồ mà phải ra rồi, tao giờ tao làm thợ tao không làm nổi, tao làm đầu phụ hồ đủ xúc 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 bỏ vừa kia cho cúc lên đổ xuống cũng mất tiền đủ được được đó không, rồi cũng có người dân là đó đó là những cái mà nó thực tiễn thực tế chứ nó không có gì phải cao sáng gì đó. Rất rõ ràng chuyện đó. Thì sau khi mà xây dựng cái nhà máy lên xong rồi đi di chuyển máy móc rồi nó biết bao nhiêu công trình như vậy, thì nó thu hút những cái người mà vệ tinh, có nghĩa là ý tôi muốn nói là khi mà di chuyển cái máy đương nhiên phải có người gia đụng, mà tự nhiên cái máy xong là một cánh nó bay cái nó ngồi lên, là phải có nhiều khuân vác nè, bê bưng bê nè, cần cẩu, rồi nói chung là tất tần tật đều hòa nhập vào thì nó mới tạo ra. Thì người làm cũng có tiền cả, công nhân cũng có tiền, người dân cũng có tiền, đại khái là vậy. Ôi cái chuyện này chuyện mình nói sâu sâu nó thì nó lớn lao lắm, nhưng mà cái chủ yếu của nhà nước mình không phải là vậy. Nói như vậy để cho mày hiểu rằng kinh tế Việt Nam tăng trưởng lên cũng vì những cái chuyện như vậy, đầu tư các cái thiết bị tùm lum tà Đúng la, rồi, chính xác. và khoa học của những cái mà các nước tiên tiến đang ồ ạt đổ vào Việt Nam. Thậm chí là tao nghĩ là cái máy mà cắt sắt và cắt tiện bằng nó gọi là CDC của Mỹ hoặc là của cái nước châu Âu tân tiến mà Việt Nam vẫn cứ có rồi đó, vẫn tình bờ tính bơ đồ đại khái gì đó. Không có gì Việt Nam không có, nhưng mà nó Đúng có một rồi, cái có đầy đủ đủ hết, nó đụng chạm tới trong nghề của tao. Tao rất là thằng ngày xưa tao làm chuyên viên về âm thanh của nhạc hóa, tao rất là mê về âm thanh, tao học cán sự điện tử và tao là xuất thân là chuyên viên âm thanh. Thì ở Mỹ này nó có những cái đặc tính này, anh mua đồ Mỹ, anh mua những dàn thiết bị âm thanh của Mỹ, ngoài ra anh mua những cái nước khác không có, ví dụ như anh mua của Đức nè, anh mua của mua những cái nước sầu những cái ngày xưa không có, anh mua những cái máy móc của Ba Lan, là thiết bị điện tử nghe nhìn ta đây tôi nói rõ ràng nha, vấn đề âm thanh và nghe nhìn thì thường khó có những cái nào, nhưng mà mày phải hiểu rằng ở những cái thiết bị của Đức nó rất là tuyệt vời, những cái thiết bị âm thanh của Đức nó rất là tuyệt vời, có những cái Đan Mạch nhất là Đan Mạch trời rất là, nhưng mà ở Mỹ này làm gì có mua ra, nhưng mà ở Việt Nam khổ, Việt Nam là đủ mà là đa dạng, nhưng mà mua mấy cái đó rất Đúng rồi chú. là có, mày không là đâu tao nói nhỏ nhỏ rất là thiết bị điện tử về âm ly này, loa này, những cái mà thiết bị mình nghe nhìn đó, ở Việt Nam rất là nhiều những cái đất nước mà mình mua, ví dụ như ta muốn mua một cái âm ly của Đan Mạch đồ Mỹ làm gì có, nhưng mà ở Việt Nam có Đúng rồi. đó, nó bị đa dạng, bị đó là chỉ là một mặt thôi nha, một mặt thôi, còn nhiều mặt lắm nữa, bởi vì cái thị trường của Việt Nam mình là rất ư là phong phú, Đúng rồi mày chú. tin không, tao về Việt Nam tao mua một cái âm ly xăng xuôi 307 từ Việt Nam bưng qua Mỹ trở lại, ui má thằng Vĩ kia nó nói được má mày chịu chở của về rừng, tao nói không phải tao thích cái âm ly đó thế thôi Đúng vậy, rồi, rồi tôi bưng về cái sở đó thích của chứ mình mà. hết cái ta mà mua bên này thì không có cái âm ly đó. Vậy thế thì vậy thôi, rồi nói cho cùng mà thì cái những cái mà vấn đề là
buôn bán của Việt Nam mình, nó kinh tế Việt Nam mà nó đa dạng lắm, nó đa dạng lắm, chứ nó không phải nó giống như đây. Ví dụ như ở Mỹ này, thằng Trung Quốc nó nhập khẩu vào Trung Mỹ thì mình đi chợ mà mình thấy hàng Trung Quốc, nó có sự đồng bộ, có nghĩa là nó có sự ký kết, nó không có mặt hàng của nước ngoài. Hay bây giờ mà Trung vô chợ mà mua đồ của thằng khác hoặc thằng Anh kiếm rõ mắt luôn, cũng không có đâu, tại nó có ai bán. Ví dụ vậy. Ở Việt Nam thì khác, Việt Nam khác. Với ở nhà loa, loa thì hoặc là speaker, loa dùng là âm ly của Anh rồi, ở Việt Nam nhiều lắm rồi, Wolverine rồi. Họ ta không có nói gì đó nữa, mà ta chỉ nói là cái thiết bị âm thanh, những cái mà cho trên trên cái nghề của ta biết thì Việt Nam rất là hay, vì đa dạng, đất nước nào cũng có rồi, nhiều lắm rồi. Hồi sáng từ giờ sáng gì từ bu cầm vô sau chứ trước lúc đó là con có quay cái tập đoàn Intel á, tập đoàn sản xuất chip á, Intel chip mà đó, đó cái chip đó là của nên cái ông đó thì là ông đó là qua trước ông Samsung nữa, ông đó đã qua trước Samsung lâu rồi và cũng nằm ở trong khu công nghệ cao đó, ông đó là qua lâu lắm rồi đó, ông Intel á. cái khu đó gần nhà ta mua mà, ta ở Khiết Tâm thì từ gắt đi Khiết Tâm chạy lên chút và quẹo vô rồi tới rồi khu công nghệ cao, ta biết cho đó, nhưng mà không có đi sâu, ta hôm qua không có đi sâu đi vô. Rồi thì đúng rồi, đúng là Intel, Intel hiện giờ là đang nổi tiếng từ cả chục mấy chục năm nay rồi. Intel là một con chip chủ của cái máy computer đa đa là Intel thế thôi. Thì Chào Intel Việt. cái máy thì computer nó có hai dạng, một dạng là MD gì ta, cái gì quên mẹ rồi, MID hay M gì đó, một bài dạng là Intel. Hai cái nó cũng ngang vai như nhau, nhưng mà mỗi cái nó có một cái đặc tính riêng, nhưng mà thường thường người ta chuộng Intel hơn. Bởi nhưng mà khi mà ráp ráp mà bây giờ thì Intel nó bắt kia mấy trăm là khá vậy. Giá trị hơn nó đồ đồ Giá trị hiệu hơn hơn chút đúng không? rồi, nhưng mà cái nào cũng cũng tốt cả, nhưng mà cái Thì Intel thì hôm nó có giá. Mà bây giờ thì cái con chip Intel hiện giờ đang ở Việt Nam, nó làm một cái nhà máy. thì hôm nay ở chú cầm tức là con mở cái like có đưa vào cái vấn đề là người dân tích cực tham gia vào cái phong trào quốc phòng toàn dân á, là cũng bảo vệ chính gia đình mình, thì theo góc nhìn của chú cầm á, chú cầm thấy cái điều đó nó đúng không, nó hợp lý không? Hợp lý chứ, cái đó nó có hợp lý, rất là hợp lý, cái đó nó hay, cái đó là cái có thể là ngăn ngừa tội phạm luôn. Tao đã chứng kiến, tao đã nghe những cái lời của những người mà hàng xóm ở trung bình đó. Ví dụ như bây giờ tao nói mày nghe một cách là mày ăn trộm đồ, nó đơn giản thôi, không để an ninh đó. An ninh cũng là an ninh của toàn dân, có nghĩa là mày không có chạy được, thằng này bắt không trong xóm, vô trong xóm này, trừ trường hợp mày giật đồ bằng xe mày chạy ra ngoài đường thì còn không, chứ còn thôi là coi như không có thoát được, không có chạy thoát được, bởi vì toàn dân độ mẹ ăn cắp xe đi, tao thấy cảnh là bữa trước tao mà tao cứ đầu thôi mà ăn cắp xe hả, trời bị nó quýnh đồ mà tay tôi nó trói lại đi ra cho công an. Có nghĩa là mỗi người dân đều có giống như kiểu gì, mỗi người dân cặp mắt của họ giống như cái hai camera vậy của toàn dân rồi, thành ra giờ rất ư lại cái đó rất là tuyệt vời. Mà cái này thì là mày không nói thì như cái ý thức người dân của Việt Nam mình cũng đã là như vậy rồi, để nó thành ra cái chuyện đó rất là hay. Còn nếu mà mình tu bổ, mình bồi dưỡng và nó càng ngày càng lớn mạnh ra thì cái đó là còn tuyệt vời. Nói chung là bây giờ tao thấy có những cái đội mà mình gọi là săn bắt cướp tự nguyện, thì tao biết một ở bên trên Biên Hòa thường thường nó lên chú tiếp hay đưa ra ngoài đó, nên nó gọi là Năm cái là số số điện thoại miễn phí, những người nào mà lên những cái Đồng Nai Biên Hòa mà đi ban đêm mà bị cái sự cố hoặc có gì thì yêu cầu giúp đỡ, gọi số điện thoại nó có phổ biến trên này nè, nhiều nhiều ví dụ lắm, có những cái nhóm người tự nguyện đó. Mà thấy là con người ta hình như họ ý thức được cái điều đó, và cái này không ai trả tiền cả, tự động một nhóm người, ví dụ như là ban ngày tôi đi làm xong ban đêm có làm gì thì thay vì ngồi ăn nhậu vô bổ thì họ làm một cái nhóm thanh niên không, thì họ đi cứu giúp, cứu thì hết xăng giữa đường thì tôi đem xăng tới, thì xe trục trặc hoặc là lỡ lốp bể bánh xe thì ta giúp để kia, nói chung rất là hay. Đó là đó đó cũng là một trong những cái gọi là cái gì quốc phòng toàn dân. Dạ thì đó Thì khi nó thì đi đó vậy, khi nó đi vậy thì ban đêm nhiều khi cướp giật hoặc là đại khái những cái mà nó gọi là gì ta, gọi là an ninh nữa, à, phải an không, an ninh ninh trật tự an ninh của xóm nó cũng cũng được bảo đảm nữa, bởi nó đi như vậy thôi, nhưng mà hầu như nó gần gần giống như đi tuần,
mà cái tuần này nó buồn cười là tuần này không ai bắt buộc cả, nó có xách xe đi dạ không thì bố bố cha nào đi dám vô đi ăn trộm mà rồi đi ra đúng không, nó cũng là góp phần dạ được toàn dân đó, nó, có dạ nhiều cái hay lắm giống như cái mà câu biết chuyện rồi. á, chú câu chuyện chú Cầm mọi người cũng nhớ trong cái đợt dịch và Covid vừa qua đúng không ạ, chính chính những cái gọi là phong trào của người dân họ 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 cảnh giác. Và câu chuyện đại khái những thành phần gọi là nhập khẩu trái phép nè, nhập cảnh á, nhập cảnh trái phép nè, thấy không đó, giống như hoặc là những thành phần họ là vì tham tiền, họ tham tiền, họ đưa những người Trung Quốc hay những người ở nước ngoài đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thì cũng chính nhờ những cái phong trào mà quốc phòng toàn dân như thế này và chính những người dân đã báo lên địa phương để xuống kiểm tra những cái thành phần đó, cái đó cũng là một cái hay và cũng là cái chính những người đó là họ bảo vệ cộng đồng và họ bảo vệ gia đình của họ. Bởi vì nếu mà không phát hiện ra mà chỉ cần cái dịch bệnh là chú Cầm mọi người cũng biết rồi, chỉ cần chậm trễ vài ngày thì cái tốc độ nó lây lan rất là cao đúng không ạ, và chính nhờ như vậy Cái thì đâm đó ra là những cái trường hợp đó là nó cũng ngăn ngừa rất là tốt. cũng là một một cái, nhưng mà có những cái mà sâu xa thì có một cái lai tao cũng đã nói rồi. Cái đây là có một cô bạn lớn tuổi mà ở Long Khánh đã nói với tao rồi, đã hôm trước tao kể trên diễn đàn của nào ta, diễn đàn mày hay diễn đàn của Yên Vi đó. Thì vào cái thuở ngày xưa kìa, cái thuở ngày xưa cái thời mình đi kinh tế mới thì có những cái phần tử mà thời đó là Việt Nam mình đói lắm, Việt Nam mình lỏng lẻo lắm, là đi kinh, nói chung là kinh tế rồi những cái mới giải phóng cho mới 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 hòa bình thì đất nước mình đang kiệt quệ. Thì trong có một số nhóm người của người trong phản động đó, nó thẳng vào xin là lính của Mai Quốc Túy, Mai Văn Hạnh với lại gì của cái anh trai gì ta Hoàng Cơ Quan Minh quan đó, cơ thì minh là một mặt trà trộn vào phía Tây Nguyên, có nghĩa là trong cái phun rô mà nhớ không, thì một mặt rồi đi xuống những cái vùng sâu vùng xa luôn, thì đừng có khổ một cái là không qua mắt được người dân mày hay rồi tao nói mày rồi đó, có nghĩa là người dân báo cáo sao không biết, nửa đêm vô hôn trả rồi sau này tao mới biết là ông ấy là đồ lính của Hoàng Cơ Minh rồi trà trộn vào trong cái đám dân đó. Hay ghê, nói chung là mình thấy mình sợ luôn đó. Có nghĩa là cái quốc phòng toàn Chào dân Thanh nó Di, quan chào trọng lắm. Kevin. Đấy, tao thấy mày, tao thấy mày cái đó là rất là hay, mà cái đó nó đã mình đã thừa nhận là mình đã biết sự thật rồi luôn á, cái đó là có chuyện có những cái mà mình không hiểu làm sao mà mấy người ta các bạn hay quá mấy sao chơi luôn, và thậm chí tôi nói cho mày nghe chẳng như trong nước đã hay rồi còn ở ngoài nước mà lại ghê, tao thì tao thuộc cái đẳng bốc đồng gà mờ, nhưng mà tao rất thắc mắc một cái gì ở nước ngoài này có nhiều thằng hoạt động coi như là tao cũng không biết là tên tuổi đủ lão quắc là quơ, nhưng mà nếu mà mày có một cái gì đó xuống sân bay thôi là nó còng mày liền. Ủa mấy cái thiết bị giống như tao rồi, tao có biết tao Michael Phương Mỹ, tao Michael Phương có mẹ gì đâu, mà tao nghe nói vừa về đó là rượu má cái bà ấy là nó hốt liền, rượu má thậm chí ở nước ngoài đây rượu nó còn rành nữa, đủ được nó chia trong nước thì thôi đủ mình lại mình thuộc về bái sư rồi, bái sư rồi thì thôi miễn, nhưng mà không phải mới đi đâu mà từ xưa tới giờ mình đi từ cái cảnh từ Buôn Chút Viện nè, nhập lậu từ cửa khẩu Tân Sơn Nhất nè, đồ ba là về là quất hết rồi, không cần nó cầm một tay tại chỗ là đương nhiên là có, ta không hỏi sao nó hay quá đâu, cái đó mình chịu thua, ta Còn không biết không làm gì nữa. ông Kevin ông khệ chú Cầm kìa, ông nói gì chứ, ông là ông chỉ thích bảo vệ mấy cô chân dài thôi chứ còn Tao đó còn thì bố mày Cầm bây thì giờ mày đó Kevin không biết đâu ạ. Đó Kevin khệ khệ bố đó, bố trả lời đi. thì có chân dài ra mà chăng, tao nói cho mày nghe là Kevin mày về mày mở một cái hộp đêm mình mà cái quán bar tao làm bảo vệ cho tao làm bảo vệ trước nè, bảo vệ có lý không đó, trời ơi đó mất tiêu rồi, không không có nào có ý kiến gì phản đối gì đâu, để tao chửi hồi cho nó thông cổ rồi. Đây là có một ý của cái nick Hoàng Dược Sĩ, dân Hoàng dân Dược và Sư đi. dân à, cái gì cũng cho dân và vì dân, nhưng riêng tham nhũng thì không bao giờ chia sẻ cho dân. Trời Có chứ ơi có thấu không cho Việt Nam này không? Thì con có hỏi á, bây giờ muốn chia sẻ làm sao, muốn chia sẻ gì thì phải nói cho rõ ra người ta mới biết chia sẻ sao, đồ tham nhũng thì đâu đó. là không có. Giống cái đồ tao nói mày rồi đó, ở đâu là không có những cái gì mà không sớm thì muộn, không sớm thì muộn thì cũng vào đạo lý mà thôi, giống như kiểu như mình nghĩ cũng giống như kiểu cái ông Nguyễn Đức Chung gì đó, ông mà chủ tịch mà Hà Nội bây giờ nó khởi tố ổng rồi đó mày, chủ tịch
đó có nghĩa là không sớm thì vậy là đương nhiên người ta phải vô cho vô lò hết thôi. Không à, ta nói mày không có cái nhà nước nào mà sạch 100% á, không có một cái cứ nhà nước nào mà sạch 100% cả. Đừng có mơ đi, lên thiên đường đủ mà nếu mà lên thiên lên xuống diêm vương mà chết mà chưa ăn hối lộ đủ, nó đuổi lên nó kêu ăn được rồi mới xuống. Trời biết trên thế giới là không có đất nước nào mà rõ ràng như. Đủ khổ mày thấy cái câu chuyện mày câu câu chuyện mà đủ mà nghiêu sợ hết đưa mày không có đủ quan quyển mà có không có làm ra Đúng có rồi, cái trời. làm như có. Đừng nhớ nó có cái là không bao giờ mày mơ đi đủ mày mơ đi không có nữa. Đây nè tao đang ở nước Mỹ nè đủ mà mày nghĩ nước Mỹ là không tham nhũng mà đủ má nó tham nhũng thế mà cố luôn luôn đủ khổ. Bạn 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 dược sĩ nè, theo ý bạn nói đó là muốn đặt dân lên hàng đầu thì ít nhất với bác tham nhũng cũng phải chia 4 6 3 7 vậy hả? Thì nếu mà chia vậy thì vô tình bạn lại lôi kéo người dân vào tham nhũng, đúng không? Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì khi cái công cuộc mà đốt lò như thế nào bạn cũng biết rồi đúng không? Thì chắc chắn là nhà nước phải có sự thu hồi chứ. Thì thu hồi cái tiền đó đi đâu? Nó vào ngân sách. Và ngân sách nó làm gì? Thì nó quay qua nó chi trả cho an sinh xã hội. À, xây dựng đường xá thế này thế nọ thì quay đi quay lại cũng là người dân hưởng chứ ai mà hưởng, Cái đó đúng thì tôi không? cũng không chạy đâu được, nhưng có điều cái tội tham nhũng thì nó cũng tránh À. khỏi luôn. Nhưng mà cái tham nhũng của nó cũng san sẻ bằng bằng hình thức khác. Ví dụ tôi nói cho mày nghe là bây giờ nó tham nhũng có tiền phải không, đầu tiên đồ má có tiền thôi đủ mà tôi đi ra vô tôi chơi cái VinFast đủ. Tao phải mua xe không, để mua xe phải đóng thuế không, đồ đó là lọt đều kia đó. Thôi tao nói là khi là nó gọi là tiêu sản á, có nghĩa là khi mày bỏ tiền rồi mà tiêu sản mà tiêu không mà tiêu tùng luôn, tiêu sản xong rồi tiêu tùng luôn mà xài hết đi rồi là hoàn xong rồi vô trong xã hội đó vậy đó đơn giản mà không có gì đâu. Mệt quá đi cho khác lên đi mời tao đi xuống tao coi tao nấu cơm đã Kho rồi cá hồi hả, nấu cơm kho cá nữa hả? đúng rồi trời khổ ở đây này tao đang nghe nào đứa nào nó cũng nói về luôn gì à, bị, à, nó hay có dùng cái từ kia mà miền Bắc lấn chiếm miền Nam trong cái gia đình của tao miền Bắc luôn nó vô nô lệ tao khổ vậy rồi má tao để chạy trời không khỏi nắng mà chạy trời không khỏi nắng bà là người Bắc 54 mà tao lấy bà là phải đủ tao bị nô lệ không mà bán cái ngàn ngày nào bóng đủ nó cơm chưa khỏi cái chưa đủ là phải là tao bị hành hạ hành hạ là nô lệ chứ còn gì nữa đủ má đủ má gì nữa bà 54 đủ. Khổ chết tao là người Nam rặt bà người Bắc đúng không đủ khổ tụi bay quá. Cái gì lấy của nhà giàu chia sẻ cho người nghèo hả? Thì vậy nếu 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 theo cái tư duy của bạn á, vậy là giờ dân cứ ở nhà không không đi làm gì hết đúng Đi không, làm để là dân nghèo làm để người giàu người lấy ta đi tiền làm khổ mà người ta không phải là người ta chia cho nói hay sao? người ta nói biết sao mà tao cứ tưởng thử hồi hồi tao còn nhỏ chuyên môn đọc truyện tranh hồi xưa nó có cái chuyện mà hiệp sĩ Zoro áo đen choàng băng mà đẻ đầu xong vừa phải thôi đủ quá thế kỷ 21 rồi cha trời ơi đủ quá hiệp sĩ vô nó cưỡng người canh 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 đồ đi vô đồ trong cái là bút chết 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 đồ mà có số tiền mai lên rớt xuống đây cái gì phát thôi ông đội đó trên tranh vẽ thôi đồ quá làm gì có ngoài đời trời mệt quá cái này thôi tao đi xuống đồ rồi hỏi hỏi Còn thư như còn thôi là như Robin Hood vậy hả chú Cầm? đúng rồi Robin Hood chào Nguyễn khổ Ngọc chào em gái nha, Ngọc Lan nha. nó hết Chào chuyện Quang Thanh đó rồi về Ngô. nó nói mai mốt nó đủ má nó đưa hoạt hình của anh sinh tay vô luôn á đủ có con chuột với con mèo nữa vô luôn khổ Cười ok áo thì rũ bốn già là kìa. đó một cách khác thì ngay bây giờ cái xã hội Việt Nam mình thấy rất tuyệt vời đâu đó thì nó cũng có những cái điều tiêu cực nhưng mà nói về mặt bằng chung là rất tuyệt vời là bởi vì sao đi không có ai ngăn cản ăn cũng không có ai ngăn cản à, có ngăn cản mà có ngăn cản đủ mà ăn nhiều quá mở trung ăn đúng không khổ cái đủ bác ngày buổi sáng nhậu ba cái chục lần thôi mệt quá không tồn sức khỏe đó ngăn cản nhiều lắm. Khổ lắm. Ok ai vậy? Hello em rõ không mày? Dạ rõ. À, có tình mới, có tình mới hả à. Thank you.
gà, ủa chơi. Đùa chứ kỳ quá rồi hả, chứ kỳ quá rồi hả, cái tụi nó còn bóp vú tao nữa, trời ơi. Rồi giờ có vợ nào hỏi gì nữa không? Đâu tiêu rồi. Đâu? À, không có địch không có vui mày. Đó, nãy nó bà nó cà khịa mấy câu đó là bị Ai 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 ai? cái nick Hoàng Dược Sĩ gì Hoàng Dược Sĩ tại kiếm nói cái gì? đó. Nó bảo là ý là miền Nam là của miền Nam, miền Bắc vào làm cái gì đó. Đùa mà. Đùa mà tao nói cho mày nghe, thằng này đúng là đầu óc bả đậu. Mày thử nghĩ coi cái đất nước Việt Nam mà là có bao nhiêu miền. Ta không có nói miền mà tao nói đất nước Việt Nam, trong có đất nước Việt Nam, mày hiểu không? Rồi khổ quá, nói chuyện mà nói chuyện tụi này riết tao đó rồi, bây giờ nó thành ở thằng quạt quạ với lại Walt Disney với lại đồ Euro được không à, đồ có nói chuyện trên bài chuyện chuyện tranh không à, chứ nó không chuyện người nữa, mệt quá. Ê. Tao với nó không mà không hiểu nữa thôi, mình chết dở rồi, mệt ghê. Không 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 có lý do gì mà để nói. À, anh nói thiệt, cái tụi này nhiều khi nói ra mình thấy mình cũng buồn cho nó ha, cái thực chất là tụi nó không hiểu gì trơn, trời mẹ ơi khổ ghê vậy, nó không biết một cái gì cả, nó không biết cái sự mà coi như tự hào dân tộc, rồi nó có chuyện nó chỉ biết tự nhục không à, khổ. Nhắc đi nhắc lại ta, nhắc đi nhắc lại và hoài cái vụ mà mấy bữa nay mà tao thấy nó im re, nó chẳng có nhúc nhích gì trơn, là mày nên đi nhóm họp lại bên Cali biểu tình đi phản ứng lại cái vụ mà đánh người và gốc Việt mà cái ông này là trung tá và cảnh sát gì đó. Đó nên làm đi, mà tất cả các dân tộc khác họ với họ làm, Trung Quốc làm, là Nhật Bản làm, là Đại Hàn làm, tất cả các dân tộc khác đều biểu tình để nói lên cái chính kiến của mình là không nên kỳ thị người châu Á nữa, trong khi đó người Việt Nam không có một bóng nào trên cả, nên làm đi, đừng có bỏ về nữa đi. Đầu tiên là cái đầu tiên mày nên làm là cái đó, không ai nghe trả lời, không ai vô trong bóng gì nín gì đến địch vậy đó. Đủ mày nói gì không có gì, trời ơi. Chuyện mà phù phiếm mà nói chuyện này mất công quá, ta thấy chuyện này tụi nó làm được người bu quá. Bây giờ thì đâu, bây giờ nói chuyện Có người yêu cầu bố đeo tai nghe vô nói để cho ở dưới nghe rõ. ok, Với lại có người họ có cầm á, là ở Mỹ hôm qua là có mấy vụ xả súng rồi. rồi ở đâu, như Colorado ở Mỹ là thì nó mới vụ ở đâu nó quất một phát ở 6 mạng, ở 10 mạng nữa, kỳ trước là 8 mạng trong vòng 1 tuần. Cho nên vì chỗ đó hiện giờ cái đài của người Việt nó đang thông cáo và rất là nói thì nói bị thôi, chứ Đỗ Dũng nó cũng nói rồi, giờ nó có chuyện nó đã như vậy rồi, nhưng mà nó cũng nói lập trường của nó hôm trước thì yêu cầu là những người nào mà tổng thống Joe Biden thì cũng đã lên án, và những người coi như là kỳ thị sắc tộc châu Á thì tất cả mọi người đó, mà trong khi đó cái người Việt tại ngay chỗ đó cũng không nhúc nhích. Ồ, mà ta cũng không hiểu vì sao. Với lại con gái nuôi của bố cầm á, nhắc nhở là kêu bố cầm thùy mị giùm chút, chứ là bố bố manh động quá là con gái bố là sẽ giũa tay khách chảy máu luôn kìa. Tao nói thôi, ai biết mày cười chi, mày cười mày sẽ rung người lên, như là mày rung người thì đương nhiên là cái đầu mày đang giũa giũa nó sẽ rung theo, rung theo rồi nó giũa đúng không? Tao nói thiệt, mày 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 ngậm kẹo đi An Nhiên, mày ngậm kẹo ra là mày vô đó thôi, đừng 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 có rung người, mày rung người là hồi nó mày nó chảy máu người ta mắc công phiền lắm đó. Việc ra nó bây giờ nó không làm vậy thì nó không có tiền, nó buồn, nó chán, rồi nó chết thì sao, thì ai để cho bố chửi nữa đó. Không phải, nhưng mà có cái điều à, mình cứ thấy một cái điều à, rất ư là không biết nói làm sao, dùng cái từ gì à. Nói nặng quá thì lại ngược lại thì nó mình là xúc phạm,
Bởi vì sao, nói gì thì nói đi nữa thì ở Mỹ hoặc là ở các năm châu châu Âu thì cũng có những cộng đồng người Việt mình, nhưng mà thuộc cái dạng kia bằng nhỏ lẻ. Ở bên Mỹ này cũng vậy thôi. Mày nghĩ sao vậy? 350 triệu dân, trong khi đó cái Việt Nam mình có 2 triệu, thì mày nghĩ tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? Nó mình thuộc là dân tộc thiểu số, tiếng nói mình không được Đúng rồi lớn, chứ. mà mình cần những người đó để mà đoàn kết lại, để mà ai cũng sống ở Mỹ cả, riêng ta cũng vậy, tất cả mọi người kia cũng vậy nữa, thì mình không dám nói nặng. Nó chẳng là không dám chứ không phải đó. Bởi vì dù muốn dù không, họ cũng là da vàng đấy ông, màu tóc thì đen, mũi thì đỏ, lùn tẹt đó, mũi tẹt đại khái vậy đó. Thì người Việt Nam mà ai người trong nước còn thương huống chi người ở ngoài nước mà còn xa xứ nữa. Mỗi người đều có tâm sự, thì ai cũng muốn đau đáu nhìn về quê hương mình, và ai cũng muốn về Việt Nam thăm quê hương. Cái đó là cái tâm sự chung, ai cũng vậy cả. Mình cũng không nỡ nói nặng, nhưng mà mình nói đây là nói những người mà lớn tiếng bêu riếu chê xấu Việt Nam, chẳng hạn như là Vũ Huynh Trưởng nè, Trịnh Du nè, nói chung những người mà đại khái những như là A Quy Nguyễn nè, mình chỉ nói những chữ những thằng đó thôi. Còn ngoài ra những người kia thì mình không có dám nói, là bởi vì người ta cũng giống như mình, cũng đau đáu nhìn về quê hương bằng những cái cặp mắt là thân thương, về quê mẹ mình. Bởi vì tất cả mọi người đi qua nước Mỹ này đa số tâm đã nhắc đi nhắc lại rồi, giống như một cái sợi dây không thể nào ràng ràng buộc mà không thể nào dứt bỏ được. Ở nơi quê nhà vẫn còn mồ mả ông bà cha mẹ cô dù chỉ nó nhiều ra, thành ra cái chuyện đó mình không có bàn cãi tới nữa. Mình chỉ nói là những cái thằng mà nó biết như vậy mà nó vẫn có cố tình châm chọc, cố tình khích bác, có tự cố tình nói xấu và cố tình kích động. Đó là những cái thằng mà mình nên chửi, nó thẳng là vậy đúng không? Chứ ai là không muốn về Việt Nam ăn một nồi canh chua, một cá kho tộ thì tuyệt vời đúng không? Nhưng mà nó không nghĩ đơn giản như mình vậy. Đầu óc là đầu óc bả đậu tàu hũ không, chứ gì đó mình chửi hoài chửi mãi cũng vậy. Vì khi riết ta rồi ta nói hoài cái gì tao không chán, tao không muốn nói nữa. Là bởi vì cái chuyện đó nó cũ rất là nó cũ như là cái gì đó 46 năm rồi, gần nửa còn 4 năm nữa là đúng nửa thế kỷ, chứ đâu phải là một ngày một bữa gì đâu. Đúng rồi Đấy, chứ. nó mới xảy ra ngày tháng trước tháng sau thì mình còn nói, còn nó nóng còn này nửa thế kỷ rồi mà nó chưa chịu buông tha. Không Và chấp nhận sự thật đúng không? cũng vậy, mà cái chuyện đó là sự thật rành rành rồi, mà nó bởi vì mình chỉ bực buồn bực thôi, mà chỉ buồn bực những cái mà ở đây á, thì rồi bắt đó chứ con hiểu một cái điều chú nói, con hiểu cái điều là ở những người lớn tuổi như tao ở xứ người thì hầu như ở đâu trên thế giới này cũng không bằng ở Việt Nam. Có nghĩa là Đúng như rồi chứ. vậy, nó vẫn có thiếu một cái gì đó. Mẹ ăn cô à, mẹ ăn ngon mặc đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì mà vô nhà khách sạn cỡ nào nữa thì nó vẫn thiếu cái tình quê hương, không có bằng được ở Việt Nam mình đó, như vậy đó. Thì nói cho mình, nói cho mày hiểu, thì ở đây những người lớn tuổi như bác đây rất là buồn, thì mình chính vì buồn thì đi kiếm những cái nơi mà nó có tính cách là nhớ về quê hương, nhớ về nguồn cội, rồi có những người thân thương bằng cách là cái mạng Facebook này đó. Thì nhưng mà ở phải Facebook này thì nó cũng rất ư là phức tạp, nó không phải giống như kiểu như mình nghĩ hồi xưa tao mới lên tao tưởng chắc là y chang như tao nghĩ, nhưng mà không phải. Ở đây là cũng thủ đoạn, cũng ma mảnh, cũng chống đối, cũng đủ thứ, cũng làm tiền, cũng làm đủ trò hết. Thành ra bị cái đó mình hơi hụt hẫng. Nhưng mà sau này mình có cái đường đi, mình biết mình lựa chọn mình đường mình đi thì tốt hơn, nó tốt hơn. Né tránh những cái chuyện mà thị phi không đáng có, ví dụ vậy. Thì biết là đúng rồi. Thì còn sót lại mấy tên đâu, trời đất ơi khổ. Bây giờ không có địch thì mình cũng buồn. Tác vào trong trời gì đây, còn mình Nhỏ lẻ Minh Thanh này chắc là con quỷ bắt con vịt lộn không phải không? không phải em nó hơi lung tung chút đó mà, nhưng mà cái chơi cái tư Đó tưởng thì đó tốt không sao, không phải cái tính thì lung tung thôi. nó giết ta không có hiểu đủ, nó giết tùm lum tà la là được. Nó vậy á, Minh Thanh nó vậy á. Chào chú Rồng, nghe Hoàng Dược Sĩ trách móc một câu. Trách móc là ý là nó là nhỏ lẻ mà các bạn cứ đem những cái clip tào lao bí đao ra chia sẻ trên cộng đồng mạng à. Nước Mỹ có tới hơn 300 triệu dân, các bạn biết là nhỏ lẻ mà vẫn chia sẻ là sao? Tao Thì cái lỗi vấn đề đó, đó là có lửa mới có khói, Hoàng Dược Sĩ, đúng không? để tao trả lời Dạ. điều cho tao đó.
là bởi vì nếu mày về không đụng chạm tới tao thì tao không bao giờ đụng chạm tới mày cả. Đúng Thì tao đang rồi. nói là chuyện là ăn miếng trả miếng thôi, nhưng mà tao nghĩ tao lời hơn, tại vì mày nhiều quá cho nên tao còn tao ít quá tao lời hơn, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Ừ. Chứ nếu mày không khơi mào chiến tranh thì đương nhiên người kia không bao giờ khơi mào chiến tranh cả, thế thôi, có gì đó đơn giản mà. Bà ơi, tao còn nhiều cái chuyện là còn có cái vui, con cái clip mà ai giúp ai, ai tại sao bóp vú tôi nữa kìa, vui lắm kìa. Trời ơi, thấy mày chọc tao là tao đưa lên thôi à. Không, cái con nghĩ vậy nè, con nghĩ vậy nè, cái nết hoàng dược sĩ này không phải AQ đâu, Ủa mà không con nghĩ thấy không phải hả? AQ. Sao mày thấy mà tao không thấy? Hay là lắc tao rồi? Không phải là bố cầm một quẹt ngang màn hình qua. Không, tao có hai con, đây có computer đây nữa mà tao làm hai cái Con nghĩ mà. không phải AQ đâu. Tức là cũng là trái chiều thôi, nhưng mà cái tư tưởng nó chưa được rõ lắm, Là thấy rồi. chưa được thông lắm. À, Này thì tôi nói khác như vậy bạn. bây giờ trả lời cho Hoàng Diệt Sĩ nè, thì mình nói là mình ở nước ngoài, không biết Hoàng Diệt Sĩ ở đâu tôi không biết, chắc ở trong nước hay là ngoài. Thì theo nhận định của cá nhân tao á và tất cả những người dân trong nước á, thì khoảng chừng trên 50% họ bằng lòng với là hiện tại, và ai cũng hồ hởi phấn khởi cả, ai cũng vui vẻ. Chứ trời sáng hơn giờ thằng thơ quan nó đưa một cái bạn cái cảnh là luôn á, những người bán hàng trong chợ nhảy về không thấy hả à? Vậy còn muốn gì nữa? Cái đó là chứng minh rồi, cần gì nữa, đó là hiện tại còn gì nữa. Là Nếu tôi nói mà cho hoàng dược sĩ nghe nè. hoàng diệt sĩ đi, cứ việc lên đi, bây giờ lên đi mà cho bọn diệt sĩ lên đi, nó thắc mắc À, thì cái yêu gì cầu mà con mày đưa lên cứ thôi chứ con đâu có nói gì đâu. ok vậy là thôi. Giờ bác yêu cầu là hoàng diệt sĩ lên đi, ấm ức thắc mắc, cái thắc mắc của mày cũng là thắc mắc của tao, về chúng ta đều, tao thì người ở ngoài nước mà tao đâu ở trong nước Chào đâu, Nguyễn Tùng. ok đúng không? Lên mày, Con nghĩ ok chắc đi không lên đâu. cho kỳ vậy. Con nghĩ là không lên. Tôi chỉ nói bạn hoàng sĩ nghe thế này, đúng không? Tức là nếu bạn phải mà rõ nếu mà ràng. nếu mà nếu hoàng diệt sĩ không lên thì cho an viên lên đi. Vậy anh Nhiên đang làm mà. À, anh Nhiên lên hả? Ok, chị anh Nhiên lên kìa. Thôi Ok con lên trước ok là ok luôn, chào chú thì cho Cầm. tôi xuống đi. Dạ.